Thôi phải ra đi, phải ra đi cho luôn. Cặp, ờ, cặp đó. Thiệt không? Phải vô mình mẹ. Đồ của mai về không có, không có gì nó phải vô. Thật ra đang đợi nữa không? Nhỏ sợ. Anh chuyện này thì anh nó không biết. Mỗi ngày tôi nói thì nó đi, nó lại cũng bị tôi công đi học tôi. Ơi, nó vốt chút đó chứ anh đó. Lần này có chuyện mới đó. Là của tôi Lý Nhất Tuyền, tại sao không phải là bà chủ của con? Nó thấy chồng má trai rồi. Ôi 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 ôi, quậy dở lắm rồi. Hôm nay con đập ma bị mất dây, đâu có đập má đâu. Tại sao mất sổ con Điên chứ? Trời ơi lại bà ghê quá bà ơi. Trời ơi trời ơi. Đập không có tới. Hỏi luôn nướng sống luôn. Ủa hồi hụt nhất cơ. Rồi gãy sống rồi. Rồi. Rồi xong rồi. Nghe tới mỗi lần nước lâu quá phức tạp quá. Bây giờ hiếm. Trời ơi, hai đụng rồi chơi dở hai cái thùng ra đụng rồi chừng 2 chục ký. Giờ nó săn cái này lắm. Nó cuốn được à? Mày làm gì vậy? Quay phim lại mày đừng thương lên mạng chơi. Ôi ôi ôi. Bảo mày mày quán lên mạng mày đừng có quay cái mặt của người mày. Quay anh Đức không à? Trời ơi. Trời ơi. Bỏ em lắm đó. Đâu rồi? Bắt đại đi, không có cắn đâu mà sợ. Trời ơi, mày gắp cửa sao chứ? Nít không á bà ơi. Chốt mẹ đi cho mẹ. Bà bỏ đi. Ôi. Bắt đại em lộn thôi. Trời ơi, mày sợ đấy. Ôi mà nó cắn mình biết là không có chết. Nhậu cảm giác mạnh rồi. Ôi. Không sao nha. Đỡ con. Gái sợ con gái. Chú con sợ nữa. Ôi lại trời mấy ông nội đi chứ. Mấy anh Dục có mấy con gì anh Đức? Hả? Dục có 1 con, 2 con. Còn... Ok để nó. Ngồi bên lại. Nước ngồi mà. Nước ngồi. Nước ngồi vậy đó. Rồi im. Trời ơi mày quậy dữ thằng ơi. Trời sợ là ổng chết. Dục mình gian nè. Gắn dục 2 con em mình đó. Ôi mời nó hiện câu à. Hiện nội em nó hiện. Mấy em sợ chết. Hết rồi hả? Dạ còn cái mũi, cái bọc trong trong bao con. Hết rồi. Còn con nhỏ quá.